vậy cái thằng hồi hồi giờ nó bạn mình nó người Lào mà mình không biết nè, chứ tưởng đâu nó người Việt Nam mình. Nắm tay chạy nhau đỡ đau em thì đưa tay nắm tay không đó lơ luôn vậy. Hai đứa nó nói chuyện mà mình không biết đang nói cái ngôn ngữ gì luôn. Đang chỗ đó là đỡ đau lắm rồi.
chưa được.